Xin chào các bạn. Hôm nay mình vừa mới biết được một mẹo tách ảnh nền iPhone khá là thú vị và bây giờ mình chia sẻ luôn với các bạn nhé. Mình bắt đầu thực hiện chụp một bức ảnh. Trong đó có thể là cái chủ thể chính ấy là chính là cái hình nền mà mình muốn tách ra. Đây. Ví dụ mình muốn chụp ảnh chú gấu này. Nha, ngồi im nha. Chụp ảnh nào. Đó. Và cái chú gấu này có quá nhiều nền rườm rà và mình muốn tách cái ảnh ra. Thế, quay lại ảnh nhá. Có nhiều nền thấy chưa? Giờ cách làm là gì? Trước hết là chúng ta phải tắt cái live này đi. Bởi vì ảnh động thì chúng ta không thể nào mà tách nền được. Đó. Như thế là cái ảnh live này thì bạn sẽ khó tách được. Cho nên bạn phải tắt cái live đi. Sau đó nhấn vào nổi cái ảnh chủ thể lên và sao chép. Sau đó bạn muốn gửi đi hoặc là muốn chia sẻ trên Facebook rất dễ dàng thôi. Ví dụ muốn gửi vào Zalo. Đây. Dán vào. Đó, đây là ảnh đã bị xóa chân dung. Hoặc cũng có một cách khác. Cũng tấm ảnh đó nha. Ảnh đã tắt live action đi. Tắt live đi. Đó. Sau đó bạn dí tay vào. Nổi lên. Bạn có thể chia sẻ luôn. Trên Zalo. Hoặc email. Đó. Thấy chưa? Hoặc là trên TikTok. Mình chia sẻ trên TikTok nhé. Thì nó ra ảnh bị mất nền rồi này. Thấy chưa? Rất dễ dàng. Rồi, thế là đã xong. Để mình xem lại cái bài ảnh mình nha. Tóm lại, thao tác là gì? Bạn chỉ cần mở ảnh của bạn, cần chia sẻ, bạn cần tách nền thôi. Sau đó bạn tắt cái live action đi. Nếu như mà nó để nguyên là live action thì bạn sẽ không tách nền được vì nó là ảnh động. Khi tắt đi xong rồi bạn dí ngón tay vào đây một lát, nó sẽ nổi cái hình ảnh của lên bạn. Hoặc bạn sao chép để bạn đăng tải trên mạng xã hội. Hoặc bạn cũng thể chọn chia sẻ ngay lập tức ở trên mạng xã hội qua tin nhắn, email, Facebook. Ở đây mình không sử dụng app Facebook cho nên là không chia sẻ được. Thế thôi, đơn giản.